rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ thỉnh sư cho con xin lỗi, cảm ơn nhan, cảm ơn vào sau mà nhảy tuốt lên trên nên như pháp nhìn không có thấy. Mến chào cảm ơn. Dạ bây giờ cho con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình ôn tập ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân minh đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, nghe mấy vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, dạ cảm ơn quý vị. Dạ con kính lễ chư tăng và toàn thể quý vị, mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay ngày Chủ Nhật, ngày 3 Tây tháng 4 năm 2022, tại diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục cho cái buổi ôn tập cuối tuần. Và kỳ hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập 4 câu kệ ngôn Pháp Cú, câu 129, 130, 131 và 132. Phẩm mới đó là phẩm Đanh Đá Quốc Cá, phẩm hình phạt. Vì đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi ôn tập này. Chắc có thể rằng là hôm nay quý vị một số vị bận không có vào room được thì tuy rằng hôm nay là 4 câu kệ ngôn nhưng mà duyên sự thì chỉ có 3 cái duyên sự mà thôi, mà viên duyên sự hôm nay cũng khá là ngắn gọn. Cho nên chắc có thể là chúng ta sẽ ôn tập các vị cùng ôn tập để như thế nào đây. Chắc có thể là quý vị ôn tập mỗi vị như vậy sẽ ôn tập mình đọc hết một lượt luôn 4 câu kệ ngôn và 3 duyên sự luôn nha, để cho có đủ cái thời gian cũng như là trong cái thời gian sinh hoạt nha, tùy theo cái thời gian mà chúng ta sẽ phân bổ sau. Thì trước mắt thì chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp mỗi vị sẽ ôn tập hết tất cả bài học ngày hôm nay. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ạ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi Sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Hôm nay chúng ta ôn 4 câu từ câu 129 đến 132, phẩm Đanh Đá Quốc Cá, phẩm hình phạt. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Đanh Đá Quốc Cá, phẩm hình phạt, câu số 129. Sape ta santi dandasa sape payanti majuno atanang upamangkatwa na haneya na khayate na khataye. Sape ta santi dasa dandasa sape payanti majuno atanang upamangkatwa na haneya na khataye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ,
không giết, không bạo giết. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, câu số 130. Sape ta santi dandasa, sape sanchi vi tang biyang, ata nang obamang katoa, na hanaya na kataye. Sape ta santi dandasa, sape sanchi vi tang biyang, ata nang obamang katoa, na hanaya na kataye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ người thương sống còn. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Câu số 131. Sukha kamani putani yodande na vihinsati atano sukha mesano baca so na lapate sukhang. Sukha kamani putani yodande na vihinsati atano sukha mesano baca cha so na la pa te su khang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Câu số 132. Sukha kamani putani yodande na na hinsati atano sukha mesano paccha so lapate sukhang. Sukha kamani putani yodande na na hinsati atano sukha mesano baccha so lapate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ đưa bài. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta ôn tập 4 câu kệ ngôn 129, 130, 131 và 132 là những câu đầu tiên của phẩm Đanh Đá Quắc Gá, phẩm hành phạt, phẩm đau trượng. Phẩm hình phạt cũng giống như là cái tên có được đặt cho cái phẩm này, là gồm tất cả những cái câu liên quan đến cái việc dùng gậy gộc đao trường để hại người, dùng bạo lực để mà giành lấy cái sự an lạc. Thì Đức Phật Ngài dạy trong cái phẩm này đó, cái cách mà dùng bạo lực để mà cố gắng có được cái sự an lạc thì hoàn toàn không thể, mà phải chính mà những cái điều đó mang đến cái hậu quả khổ đau. Và ngay cả trong những cái người xuất gia cũng có cái hành động sai lầm. Và qua những cái bài học đó thì Đức Phật Ngài muốn nhắc nhở cho chính những cái nhân vật đó, và chính là cái bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Không phải phẩm hình phạt là nói về những cái việc đau khổ của cái việc mà đánh đập gậy gộc chết chóc, nhưng nói về cái hậu quả là những cái bài răn đe cho tất cả mọi người, ai có niềm tin
nơi Tam Bảo có niềm tin nơi nghiệp báo nhân quả, sẽ biết lấy đó làm điều răn đe, điều sợ hãi, không nên và không dám để mà tiếp tục hay là làm những cái điều xấu, điều quấy đó. Bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để mà ôn tập bốn câu kệ ngôn này với ba cái duyên sự tóm tắt. Bây giờ thì đầu tiên xin mời vị đầu tiên là Xuân Phong lên ôn tập ạ. Mời cô Rạng Đông. Sa thú lành thai, con thánh kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con hồi nay không có nghe kỹ. Sư kêu mỗi người đọc hết bốn câu hả sư? Bây giờ con xin đọc câu số 129 trước ạ. Sắp bê tá sàn tí đành đá xá, sắp bê phà dàn tí mắt chú nồn, át tà nằng ú ba mằng ca tòa, ná ha này giá ná khà ta gì. Sắp bê tá sàn tí đành đá xá, sắp bê phà dàn tí mắt chú nồn, á tà nằng u ba mằng ca tòa, ta ha này giá na khà. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Bản dịch của Hoàng Thích Minh Châu. Dạ, con xin tri ân sư. Cho em đọc duyên sự rồi cái chúc mình đọc tiếp câu 130 được không cô Như Pháp? Dạ. Con xin đọc duyên sự tóm tắt câu 129. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Hà Rá Kỳ Diên Tử, liên quan đến một vụ tranh chấp chủ ngụ của nhóm lục sư, nhóm sáu vị tỳ khu ngang ngược tấn công nhóm các vị tỳ khu khác để giành lấy chỗ ngụ đã được quét dọn sửa sang. Đức Phật hay được câu chuyện đã ban cho hạnh giới luật ưng đối trị liên quan đến việc hành hung kẻ khác, và Ngài dạy câu kể trên. Này các tỳ khu, phàm là tỳ khu thì nhất định không nên đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng những người khác như ta, ai ai cũng đều sợ đau trượng, đều sợ tử thần cả. Dạ thưa hết câu 129. Con xin đọc tiếp câu 130. Sắp bê tá sàn cần đá xá, sắp bê sàn trì, quý tăng bí dần, á tà năng ú bá măng ca tòa. Na này giá ná khà tá dì, mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sắp bê tá sàn tí đành đá xá, sắp bê sàn trì quý tầng bí dần, á tà năng ú ba măng ca tòa, ná ha này giá ná khà tá dì. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Con xin đọc duyên sự câu 130. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Hà Rá Kỳ Diên Tự. Trong cuộc tranh chấp
giữa nhóm tỳ khu 6 vị và nhóm tỳ khu khác 16 vị. Do nhóm luật sư có cử chỉ đe dọa vì sợ phạm điều luật mà Đức Phật đã ban hành, nên chỉ hâm dọa bằng cách giá tay như muốn đánh nhưng chưa hành động. Tuy nhiên, Đức Phật dạy không nên xâm phạm đến người khác, vì tỳ khu nào có hành động như thế thì phạm ưng đối trị. Sau đó, Đức Phật thuyết về ý nghĩa trên, này các tỳ khu, phàm là tỳ khu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, những người khác đều sợ đau trượng. Hệ ta yêu đời, tham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta vậy. Dạ, thưa, chấm dứt câu 130. Con xin đọc tiếp câu 131. Su kha ca ma ni phu ta ni vô đằng đề la quy hiền xá tí áp ta nô su kha mê sa nô bát cha sô na la pháp tề su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su kha ca ma ni phu ta ni vô đằng đề la quy hiền xá tí áp ta nô su kha mê sa nô bát cha sô na la pháp tề su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho em, dạ con đọc câu 132 với cùng duyên sự. Su kha ca ma ni phu ta ni vô đằng đề na na hiền xá tí áp ta nô su kha mê sa nô bát cha sô la pháp tề su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su kha ca ma ni phu ta ni vô đằng đề na na hiền xá tí áp ta nô su kha mê sa nô bát cha sô la pháp tề su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc duyên sự của hai câu 131 và 132. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Hà Rá Kỳ Diên Tử. Một lần nọ, khi đang trị bệnh khất thực trong thành Sa Vá Thí, Đức Phật thấy đám trẻ con dùng gậy đánh đập một con rắn vì nghĩ rằng sợ bị con rắn làm hại đến chúng. Ngài khuyên ngăn đám trẻ con rằng, chỉ vì các con nghĩ ta sẽ làm cho mình được an vui, vậy mà các con lại đánh đập con rắn này. Làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh, ở cảnh giới nào, các con cũng sẽ không được an vui. Quả thật, người muốn tự mình hưởng được sự an vui thì không nên đánh đập chúng sanh khác. Dạ thưa, chấm dứt, con đã đọc xong. Kính mời Sis Phan Nguồn Lào Cai. Dạ, Buddha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, con xin kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con xin được phép được đọc bài ạ. Dạ. Cho con xin bài đọc từ đầu ạ, 129 ạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Pháp ạ. Đọc bài 129. Sạp bê ta sam tì đăng đa sa, sạp bê pha yam tì mạch chú.
nô át ta năng u pa măng căn toa na hân nay ya na ca ta dê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được đọc phần duyên sự của bài 129 ạ. Dạ, cảm ơn sư giảng đồng. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná, Quý Ha Rá Kỳ Viên Tự, liên quan đến một vụ tranh chấp chỗ ngụ của nhóm lục sư, nhóm sáu vị tỳ khưu ngang ngược tấn công nhóm các vị tỳ khưu khác để giành lấy chỗ ngụ. Đức Phật hay được câu chuyện đã cho ban hành giới luật ưng đối trị liên quan đến việc hành hung kẻ khác, và Ngài dạy lên này các tỳ khưu, phàm là tỳ khưu thì nhất định không nên đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng những người khác cũng như ta, ai ai cũng đều sợ đao trượng, đều sợ tử thần cả. Dạ, con đã đọc hết bài 129, cho con xin thêm bài 130. Sập bệ ta san tỳ đan đa sa, sập bệ san chi vì tăng pi dân, át ta năng úp bà mặn cắt toa, na ha nay ya na ka ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ sống, mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bạo giết. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin đọc phần duyên sự của bài kệ 130 ạ. Kệ pháp cú, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Chê Tá Quá Ná, Quý Hà Rá Kỳ Viên Tự, trong cuộc tranh chấp giữa nhóm tỳ khưu 6 vị và nhóm tỳ khưu khác 16 vị, do nhóm lục sư có cử chỉ đe dọa, nhưng vì sợ phạm điều luật mà Đức Phật đã ban hành nên chỉ hăm dọa bằng cách giá tay như muốn đánh, nhưng chưa hành động. Tuy nhiên Đức Phật dạy không nên xâm phạm đến người khác, vì tỳ khưu nào có hành động như thế thì phạm đối trị. Sau đó Đức Phật thuyết về ý nghĩa trên, này các tỳ khưu, phàm là tỳ khưu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, những người khác đều đau trượng, hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta vậy. Dạ, con đã đọc hết phần duyên sự 130, cho con xin bài 131 ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Pháp. Su khá ca ma. Dạ, con. Su khá ca ma ni pu ta ni. Yo đăng đê na quỳ. Xin sa ti. Dạ, con xin thêm một chút. Dạ, cô ơi, con tắt mic rồi, cô tụng kinh đi ạ. Dạ. Su kha ka ma ni pu ta ni. Yo đan ne na vi him sa ti. A ta no su kha me sa no. Bách cha so na la pan te su khang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được đọc phần duyên sự ạ. Cho con xin phần bài duyên sự của bài 131 ạ. Bài 32 luôn ạ. Su khá ca ma ni pu ta ni. Yo đan đê na na hiếm sa ti. A ta no su khá mê sa no. Vích cha so la pa te su khăng. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc phần duyên sự của câu 131 và 132 ạ.
Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ăn ngự tại Chê Tá Quý Ha Rá Kỳ Viên Tự. Một lần nọ, khi đang chỉ bình khất thực trong thành Sa Quát Thí, Đức Phật thấy đám trẻ con dùng gậy đánh đập một con rắn vì nghĩ rằng sợ bị con rắn này làm hại đến chúng. Ngài khuyên ngăn đám trẻ con rằng vì các con nghĩ ta sẽ làm cho mình được an vui. Vậy mà các con lại đánh đập con rắn này. Làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh giới nào các con cũng sẽ không được an vui. Quả thật, người muốn tự mình hưởng được sự an vui thì không nên đánh đập chúng sanh khác. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin kính cảm ơn đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ cô Như Pháp, cô Phúc Hạnh và kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, cảm ơn Đại Đức đã cho biết nghe rõ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú. Rạng đông sao không thấy bài á? Dạ, cảm ơn cô Như Pháp. Sabbe ta santi dan da sa sabbe pha yan ti machuno atanang upak mang katwa na hanai ya naga ta ye. Sabbe ta santi dan da sa sab Bê pha yán ti mát chú nô A ta năng úp ba măng kát pa Na hạ này dạ na gà ta dê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quan Ná, Quý Ha Rá Kỳ Viên Tự, liên quan đến một vụ tranh chấp chỗ ngụ của nhóm lục sư, nhóm sáu vị tỳ khưu, ngang ngược tấn công nhóm các vị tỳ khưu khác để giành lấy chỗ ngụ đã được quét dọn sửa sang. Đức Phật hay được câu chuyện đã cho ban hành giới luật ưng đối trị liên quan đến việc hành hung kẻ khác, và Ngài dạy câu kệ trên: Này các tỳ khưu, phàm là tỳ khưu thì nhất định không nên đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng những người khác cũng như ta, ai ai cũng đều sợ đao trượng, đều sợ tử thần cả. Dạ hết. À, Rạng Đông bắt tiếp bài câu. Dạ cảm ơn cô. Sabbe ta san ti dan da sa sabbe sang chi vi tang bi yang atanang upamang katwa na ha nay ya na ga te. Sabbe ta san ti dan da sa Sabbe sang chi vi tang vi yang atanang upak mang kato nahanai ya naga ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Chê Tá Quan Ná, Quý Ha Rá Kỳ Viên Tự. Trong cuộc tranh chấp giữa nhóm tỳ khưu 6 vị và nhóm tỳ khưu khác 16 vị, do nhóm lục sư có cử chỉ đe dọa, nhưng vì sợ phạm điều luật mà Đức Phật đã ban hành, nên chỉ đe dọa bằng cách giá tay như muốn đánh nhưng chưa hành động. Tuy nhiên, Đức Phật dạy không nên xâm phạm đến người khác. Vì tỳ khưu nào có hành động như thế
thì phạm ưng đối trị. Sau đó Đức Phật thuyết về ý nghĩa trên: này các tỳ khưu, phàm là tỳ khưu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, những người khác đều sợ đau trượng. Hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng như ta vậy. Dạ hết. À, bây giờ tới pháp cú số 131. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na vinh sa ti atano sukha me sa no bat cha so na la pha te sukham. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na vinh sa ti atano sukhame sano bacchaso nalapphate sukham. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Phở thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ủa, viên sử cho câu 32 hả? Vậy tôi sẽ đọc tiếp. Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na na hình sĩ atano sukha me sa no bát cha so la pha te sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Chê Tá Quán Ná, Quý Ha Rá Kỳ Viên Tự. Một lần nọ, khi đang trì bình khất thực trong thành Sa Quách Thi, Đức Phật thấy đám trẻ con dùng gậy đánh đập một con rắn, vì nghĩ rằng sợ bị con rắn cắn làm hại đến chúng. Ngài khuyên ngăn đám trẻ con rằng: chỉ vì các con nghĩ ta sẽ làm cho mình được an vui. Tới đâu an vui? Vậy mà các con lại đánh đập con rắn này. Làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới nào, các con cũng sẽ không được an vui. Quả thật, người muốn tự mình hưởng được an vui thì không nên đánh đập chúng sanh khác. Dạ, đã hết. Và hết duyên sự luôn phải không? Dạ, bây giờ tự nhiên nha. Thấy chị Trần Đạo kế tiếp. Dạ, kính mời chị ạ. Cô Thư Nữ Như Pháp cho biết tín hiệu và cảm ơn chị Đặng Đông Văn Thanh cho biết tín hiệu nghe rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thân Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đại, Đại Đức Tị Đức, cô Thư Nữ Tị Duyên, cô Thư Nữ Như Pháp. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể cô Thư Pháp cú số 129 ạ. Sập bê ta sang tỳ đăng đáp xa sapi bayang ti mang suno ata mang o ba mang sat toa na ha ne ya na na ta he. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bỏ giết,
đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu kệ ngôn 129 ạ. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngài ngự, khi an ngự tại Chê Tá Phá Ná Ví Ha Rá Kỳ Viên Tự, liên quan đến một vụ tranh chấp chỗ ngụ của nhóm luật sư. Nhóm 6 vị tỳ khu ngang ngược tấn công nhóm các vị tỳ khu khác để giành lấy chỗ ngủ đã được quét dọn sửa sang. Đức Phật hay được câu chuyện đã cho ban hành giới luật tương đối trị liên quan đến việc hành hung kẻ khác. Và ngài dạy câu kệ trên: này các tỳ khu, phàm là tỳ khu thì nhất định không nên đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng những người khác cũng như ta, ai ai cũng đều sợ đau trưởng, đều sợ tử thần cả. Câu pháp cú 130 ạ. Dạ, chị Thằng Đông cho xin câu pháp cú 130. Sập lê ta sang thì đăng đát xa, sắp về sang chi thì tăng đi dăng. À ta nâng ê bà mang cát toa, na ha ni ya na kha ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bỏ giết. Câu kệ 130, kệ pháp cú này Đức Bảo Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Chê Tá Ví Ha Rá Kỳ Viên Tự, trong cuộc tranh chấp giữa nhóm tỳ khu 6 vị và nhóm tỳ khu khác 16 vị, do nhóm luật sư có cử chỉ đe dọa nhưng vì sợ phạm điều luật mà Đức đã ban hành nên chỉ hăm dọa bằng cách giá tay như muốn đánh nhưng chưa hành động. Tuy nhiên, Đức Phật dạy không nên xâm phạm đến người khác, vị tỳ khu nào có hành động như thế thì phạm ưng đối trị. Đó Đức Phật thuyết về ý nghĩa trên: này các tỳ khu, phàm là tỳ khu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, những người khác đều sợ đau trưởng. Hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta vậy. Câu 131. Sù kha ca ma ni bu pa ni do đăng đê na vi hi sa ti a ta no su kha me sa no le cha su na la pa te su kha. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trường hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không lạc được. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu 132. Sù kha ca ma ni vô ca ni vô đăng đê na ngà hiến sa ti a ta no su kha me sa no lê cha so la bà tê su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trường hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu 131 và 132. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài an ngự tại Chê Tá Phá Ná Ví Ha Rá Kỳ Viên Tự. Một lần nọ khi đang trì bình rất thực cho thành Sa Va Thi, Đức Phật thấy đám trẻ con dùng gậy đánh đập một con rắn, vì nghĩ rằng sợ bị con rắn làm hại đến chúng, ngài khuyên ngăn đám trẻ: chỉ vì các con nghĩ ta sẽ làm cho mình được an vui, vậy mà các con lại đánh đập con rắn này. Làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới này, các con cũng sẽ không được an vui. Quả thật, người muốn tự mình hưởng được sự an vui thì không nên đánh đập chúng sanh khác. Dạ, cảm ơn cô Tư Nữ Như Pháp và chị Đăng Đông đã bắt bài. Dạ, xin gửi mic lại cho chị Quang Thanh ạ.
Dạ, sa thú cô Trần đã. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tiên, cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Như Pháp. Xin chào toàn thể đạo tràng, xin đọc bài câu pháp cú 129. Sappe ta san ti đan sát sa, sappe pha ran ti mạch chu nô, at ta năng u bà măng cát toa, na han dây ra na kha ta rê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Đế của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Na. Quý quan đến một chỗ ngụ của nhóm lục sư, nhóm sáu vị tỷ khưu ngang ngược tấn công nhóm các vị tỷ khưu khác để giành lấy chỗ ngụ đã được quét dọn sửa sang. Đức Phật hay được câu chuyện đã ban hành giới luật ưng đối trị liên quan đến việc hành hung kẻ khác và Ngài dạy câu kệ trên này: các tỳ khưu phàm là tỳ tịnh không nên đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng những người khác cũng như ta, ai ai cũng đều sợ đau, đều sợ tử thần cả. Và cho con xin câu là cảm ơn cô Như Pháp. Sappe ta san ti đan sát sa, sappe sang chi quỷ tăng bi giang, at ta năng u bà măng cát toa, na na ha đây ya na kha ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Chê Tá Quá Ná, Quý Ha Rá Kỳ Viên Tự, trong cuộc tranh cướp giữa và nhóm tỳ khưu khác 16 vị, do nhóm lục sư có cử chỉ đe dọa, nhưng vì sợ phạm điều luật mà Đức Phật đã ban hành nên chỉ hăm dọa bằng cách giá tay như muốn đánh nhưng chưa hành động. Tuy nhiên Đức Phật dạy không nên xâm phạm đến người khác. Vị tỳ khưu nào có hành động như vậy, như thế thì phạm ưng đối trị. Sau đó Đức Phật thuyết về ý nghĩa trên: này các tỳ khưu, phàm là tỳ khưu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, như người khác đều sợ đao trượng. Hễ ta yêu đời, ham sống như giống như ta vậy. Dạ con xin mà cảm ơn cô Như Pháp. Su kha ka ma ni phu ta ni ro đan đê na quỷ hình sa ti at ta no su kha me sa no bích cha sô na là pha su tê khăng. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ cho con xin bài nữa cô Như Pháp. Su kha ka ma ni phu ta ni rô đan đê na na him sa ti at ta nu sung kha me sa no bích cha so la pha te su khang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Của bản dịch Hòa Thượng Xích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài tự tại Chê Tá Quá Ná, Quy Há Đá Kỳ Viên Tự. Một lần nọ khi đang trì bình khất thực trong thành Sa Quát Thi, Đức Phật thấy đám trẻ con dùng gậy đánh đập một con rắn,
vì nghĩ rằng sợ bị con rắn làm hại đến chúng, ngài khuyên và ngăn đám trẻ con rằng chỉ vì các con nghĩ ta sẽ làm cho mình được an vui, vậy mà các con lại đánh đập con rắn này làm như thế. Khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới nào, các con cũng sẽ không được an vui. Quả thật, người muốn tự mình hưởng được sự an vui thì không nên đánh đập chúng sanh khác. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con kính cảm ơn cô Như Pháp và cô Tu Nữ Như Pháp và cô Dạng Đông đã bóp bài ạ. Dạ, con kính mời, con xin kính mời Sít Tina Nguyễn ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ Bảo Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu Phật cú số 129. Sambe ta san ti nan dan sa. Sambe pa yon ti man chu nu. An ta nang u pa mang kha tu. Nai nai ya na ga ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ không giết không bạo giết của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quy Hà Rá Kỳ Viên Tự, liên quan đến một vụ tranh chấp chỗ ngụ của nhóm lục sư, nhóm sáu vị tỳ khu ngang ngược tấn công nhóm các vị tỳ khu khách để giành lấy chỗ ngụ đã được quét dọn sửa sang. Đức Phật hay được câu chuyện đã cho ban hành giới luật ưng đối trị liên quan đến việc hành hung kẻ khác, và ngài dạy câu kệ trên: này các tỳ khu, phàm là tỳ khu thì nhất định không nên đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng những người khác cũng như ta, ai ai cũng đều sợ đao trượng, đều sợ tử thần cả. Câu pháp cú số 130. Sambe ta san ti dan dan sa. Sambe sang chi vi tang phi yang. An ta nang u pa mang kha tu. Na ha nay ya na kha tha ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ không giết không bạo giết của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quy Hà Rá Kỳ Viên Tự, trong cuộc tranh chấp giữa nhóm tỳ khu sáu vị và nhóm tỳ khu khác 16 vị, do nhóm luật sư có cử chỉ đe dọa nhưng vì sợ phạm điều luật mà Đức Phật đã ban hành nên chỉ hăm dọa bằng cách giá tay như muốn đánh nhưng chưa hành động. Tuy nhiên, Đức Phật dạy không nên xâm phạm đến người khác, vì tỳ khu nào có hành động như thế thì phạm ưng đối trị. Sau đó, Đức Phật thuyết về ý nghĩa trên: này các tỳ khu, phàm là tỳ khu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, những người khác đều sợ đau trượng. Hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta vậy. Câu pháp cú số 131. Sukha kama diputani yodan sati antano sukha mesano penjasona lavate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu pháp cú số 32. Sukha kama diputani yodannena nahinsati antanu sukha mesano penjasola vate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc,
của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Chê Tá Quá Ná Hà Rá Kỳ Viên Tự. Một lần nọ, khi đang trì bình khất thực trong thành Sa Quách Thi, Đức Phật thấy đám trẻ con dùng gậy đánh đập một con rắn vì nghĩ rằng sợ bị con rắn làm hại đến chúng. Ngài khuyên ngăn đám trẻ con rằng chỉ vì các con suy nghĩ, ta sẽ làm cho mình được an vui. Vậy mà các con lại đánh đập một con rắn này. Làm như thế, khi chuyển kiếp tại sanh ở cảnh giới nào, các con cũng sẽ không được an vui. Quá thật, người muốn tự mình hưởng được sự an vui thì không nên đánh đập chúng sanh khác. Dạ, Ê Quang, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú kinh cảm ơn Sipina. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ đại đức chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ, quý đạo hữu trong rừng. Con lên đọc câu pháp cú số 129. Sắp bề tá sàn tí đàn đát xá, sắp bề bà dàn tí mát châu chú nô, át ta năng ú bá măng cá toa, ná há này giá ná gà tá dê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví vụ, không giết, không bảo giết. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Kệ câu pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Hà Rá Kỳ Viên Tự, liên quan đến vụ tranh chấp chỗ ngụ của nhóm luật sư, nhóm sáu vị tỳ khu ngang ngược tấn công nhóm các vị tỳ khu khác để giành lấy chỗ ngụ đã được quét dọn sửa sang. Đức Phật hay được câu chuyện đã cho ban hành giới luật ưng đối trị liên quan đến việc hành hung kẻ khác. Và Ngài dạy câu kể trên: này các tỳ khu, phàm là tỳ khu thì nhất định không nên đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng những người khác cũng như ta, ai ai cũng đều sợ đau trượng, đều sợ thần. Câu 130. Sắp bề tá sàn tí đàn đát xá, sắp bề sáy tăng bí dân áp tà năng ú bá măng cá tòa, ná há ni giá ná gà tá dê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví vụ, không giết bảo giết. Bản dịch của Hòa Thượng. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Hà Rá Kỳ Viên Tự, trong cuộc tranh chấp giữa nhóm tỳ khu sáu vị và nhóm tỳ khu khác 16 vị, do nhóm lục sư có cử chỉ đe dọa nhưng vì sợ phạm điều luật mà Đức Phật đã ban hành, nên chỉ hăm dọa bằng cách giá tay như muốn đánh nhưng chưa hành động. Tuy nhiên Đức Phật dạy không nên xâm phạm đến người khác. Vị tỳ khưu nào có hành động như thế thì phạm ưng đối trị. Sau đó Đức Phật thuyết về ý nghĩa trên: này các tỳ khưu, phàm là tỳ khưu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, những người khác đều sợ đau trượng. Hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta vậy. Và hết. Câu số 131. Su kha ka ma ni u ta ni yo đan đề đá quý hiềm sát tí
Atano sukha me sano pecha so na la pate la pate su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng đau, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Câu 3, 132. Su khá ca ma ní pu ta ní vô đàn đề ná ná hiềm xá tí Atano su khá mê sa nô pét chá sô lá pá tê su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Châu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Hà Rá Kỳ Viên Tự. Một lần nọ khi đang trì bình khất thực trong thành Sa Quách Thi, Đức Phật thấy đám trẻ con dùng gậy đánh đập một con rắn vì nghĩ rằng sợ bị con rắn làm hại đến chúng. Ngài khuyên ngăn đám trẻ con rằng chỉ vì các con nghĩ ta sẽ làm cho mình được an vui, vậy mà các con lại đánh đập con rắn này. Làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới nào, các con cũng sẽ không được an vui thật. Người muốn tự hưởng được sự an vui thì không nên đánh đập chúng sanh khác. Và hết. Và Cẩm Vân đã đọc bài đọc ôn xong. Mến mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thanh kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay Như Pháp thấy cô tu nữ Phúc Hạnh vào đạo tràng nhưng mà không có đưa tay. Dạ, cảm ơn Văn Thành, cảm ơn Thi Na cho Như Pháp biết được tín hiệu. Mà bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi. Nên con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để đúc kết buổi học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã đưa tay lên ôn bài. Nên Như Pháp được trốn bữa nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. À, Tịnh Đạt ban đầu thấy thì không có nhiều người tham gia, chắc có thể là do bận, cho nên đề nghị đó rằng mỗi vị sẽ đọc hết tất cả các bài học ngày hôm nay. Rất là hoan hỷ các vị đã nhiệt tâm để mà tham gia diễn đàn cũng như là đọc ôn tập bài học ngày hôm nay. Tiếp theo thì ngày hôm sau, tuần lễ Chủ nhật tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập ba duyên sự, tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 133, 134 liên quan đến trưởng lão Con Đa Thà Na. Tích truyện bác quan trai Ubosatha Ít Thi Năng của người phụ nữ, câu 135, và cái tích truyện ngạo quỷ mình trăng liên quan đến cái câu kệ ngôn cú 136. Thì như vậy Chủ nhật tuần sau chúng ta cũng ôn ba cái duyên sự nhưng mà đến ba bốn câu kệ ngôn pháp cú. Thì đó là cái thông báo cho ngày tuần lễ ngày hôm sau, không có gì thay đổi. Dạ, bây giờ thì chúng ta cũng thời gian rồi, xin được một lần nữa tán thán công đức cũng như là sự nhiệt tâm, nhiệt thành của tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh và cũng như là lớp học ôn tập cuối tuần này. Và kính chúc các quý vị được nhiều sự an vui, tấn hóa và thành tựu như sở nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt.
đại đức Tuệ Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn tập cuối tuần, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Và con kính thỉnh đại đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến đại đức Tuệ Đức. Và đại đức Tuệ Đức có trước mái không? Và con kính dâng mít đến sư. Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt chư tăng để phúc báo đến toàn thể đạo tràng. Tathalatha sukhita vidurahā puttasā sane arogā sukhita ho tathasā sabbe hiññāti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả.